Chị em, ông hả? Rồi, một em bé về tới là một ông lão muốn lên làm chứng cho Chúa. Rồi. Đưa cha và cộng đoàn, con là giữ xe Lê Huy Đăng thuộc giáo xứ Bạch Câu, giáo vận Thanh Hóa. Cha xứ con. Con ông bao nhiêu tuổi? Con 84 tuổi. Con chịu bệnh từ ngày 24 tháng 12 năm 15. Con làm hãng đá xong chưa kịp bật điện thì con bị một cơn uống cực liệt. Có cha xứ con hiện bây giờ là cha. Rồi được rồi, cha nào cũng được. Rồi sao nữa? Cha Tuấn con. Rồi. Và Đỗ Đình Tuấn đấy là đang ở một tòa giải tội kia. Vậy là con với cha kể là cho con lúc 11 trở lên thì lúc giờ cha làm lễ vọng, lễ sinh nhật xong thì con phải đi cấp cứu. Cấp cứu thì bắt đầu là họ có vận động bây giờ còn có 22% máu thôi. Vậy là con không biết cái gì được nữa. Vậy con tin cha chứ con bao bên này. Con có tin được Chúa chỉ giữ con không? Con đọc kinh này cha đi. Xong con đọc kinh này cha, con xin mua một tượng lòng Chúa thương xót. Từ khi năm 1975 đến năm 1917, mùng 6 tháng 11 năm 17 thì 2015-2017 thì con khám không còn một cái bệnh gì nữa, tin tưởng vào lòng Chúa thương xót. Tin tưởng vào lòng Chúa thương xót. Tin tưởng vào lòng Chúa thương xót. Hết là xin cha ban cho con một cái ông thông gia với con. Ông ấy là người vốn đạo cũ nhưng mà bây giờ ông đi lấy vợ hai thì coi như vậy là ông ấy có bệnh, nằm ở giường bệnh và bị bán. Rồi bây giờ về ông tặng cho ông ấy một cái máy này nha. Ông về ông tặng cho cái ông thông gia của ông máy 365 bài giảng. Thưa anh xem, lúc nãy ông ấy cầm cái bóp này lên, tôi bảo ông già mà còn chơi bóp. Bóp này bà tặng cho ông hay là ai, hay là bồ tặng? Con mua đấy, con đi tù đi bệnh viện đấy, con đọc kinh nằm thương xót cứ 3 giờ chiều. Xong rồi ông ấy mở ra. Để xuống lòng thương xót để cho cái bóp đi đâu cũng mang theo. Một ông cụ 84 tuổi từ ngoài Bắc lặn lội vào đây mà còn làm hang đá đây thưa anh chị em. Đang làm hang đá rồi bị tai biến, bị bệnh như vậy, tưởng rằng chết sức giàu rồi, nhưng mà ông đi bệnh viện, ông mua cái bóp, ông cho Chúa vào đây rồi khóa lại. Tới giờ là ông mở ra, ông cầm cái bóp này đi nè, xong rồi tí ông cứ mỏi lòi lòi ra vậy nè, rồi để cho mấy anh nào muốn móc túi á, nó tưởng ngon nó móc vào. Móc vào xong rồi về hí ai nhường cầm cứng cứng tưởng là cục vàng trong này. Rồi cái anh hay cái cô nào móc túi chuyên nghiệp đó cầm chắc vào mới mở ra, thấy không có phải là cục vàng mà thấy là lòng thương xót và họ quỳ xuống sám hối. Có thể xảy ra chuyện đó chúng ta, những anh móc túi, những chị móc túi sẽ móc được lòng Chúa thương xót và quỳ xuống mà sám hối. Ở đây cánh cửa luôn rộng mở cho người hiền cũng như kẻ dữ, người lành cũng như là kẻ ác, người mà đạo đức cũng như kẻ tội lỗi, người có túi cũng như là người móc túi, người có tiền cũng như là người móc tiền, người có bóp cũng như là người móc bóp. Ở đây Chúa dung nạp hết. Lòng thương xót không loại trừ ai. Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị ấy, cho các bạn ấy, cho những người ấy đang thành móc túi, trở thành thành móc Chúa. Thưa anh chị em, móc túi là móc cái túi người ta, còn móc Chúa là móc mình vào lòng thương xót Chúa. Đúng, chị nói đang thành móc túi trở thành móc Chúa, móc cái đời của mình vào lòng thương xót Chúa thì sẽ giải nghệ, sẽ không còn làm cái nghề bất lương nữa,
mà sẽ trở thành kẻ hiền lương quay lại là bờ. Đấy, thưa anh chị em, một ông già 85 tuổi mà còn cho chúng ta thấy hình ảnh kiên trì cầu nguyện. Ôi trời, ông sao ông khóa được cái dấu khóa mãi không được, ông khóa vào đi. Được máy đây, đấy, ông cầu lôi ra, ông cầu nguyện xong lại đem Chúa vào. À còn đây nữa. Đọc kinh này, tuổi này cứ đến từ một kinh này là năm hết năm hạt này là đọc kinh. Đây là chuỗi lòng thương xót kia của ông ấy, đồng cái tự chế ra. Hallelujah. Đây ông cắt đi nha, ông bỏ Chúa vào đó. Đây rồi tặng ông cái máy, rồi tặng ông cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa thường còn đem cái lọ đi đây. Chúa, đây cái móc khóa lòng thương xót Chúa tặng ông nha. Ông bỏ vào bóp nha. Rồi đây cái máy tặng cho ông. Rồi tặng cho ông thông gia một cái máy nữa. Đây một cặp, ông một cái, ông thông gia một cái. Rồi hai ông bà, hai ông về nghe với nhau. Đây là cuốn lịch tặng cho ông thông gia luôn nha. Tặng cho ông thông gia lịch lòng thương xót 2018. Rồi chúc lành cho ông. Ông hét lần nữa là lòng thương xót Chúa gì. Em hét to hết to lòng thương xót Chúa gì. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Ây, ông hô còn ngon hơn tôi nữa.